Dạ dạ con. Hello, đây là hang Hàm Rồng nha quý vị. Có chuyến du lịch nào quý vị trải nghiệm đây cảnh rất đẹp. Ok. Ôi, ở trên là thạch nhũ nè. Có hang có hốc mà mình nghĩ thì hồi đó ở đây có thể là nước đó của nước tới đây và đánh ốc ếch đêm ngày giết rồi nó trở thành một cái động như vậy. Còn mình biết là ở đây là người ta bán khăn đủ loại đủ màu, khăn tròn cổ. Rồi. Dạ. Được cái khăn của bác ơi. Cái khăn vàng đó, cái khăn vàng đó em. Thì 12 con giáp. Nói mua được 2 con vậy hả? Nắng chảy ra. Ôi, đẹp quá nè. Tượng Đức Phật. Cái này Phật Mau hay Phật Mau gì nè. Ở mà nó nhiều. Nó nói trên này là có một cái hang trên này nữa nè. Để mình di chuyển để có bác tham quan cái nha. Nè, có cái lối dẫn lên trên nữa cô bác ơi, có điện thờ đây nữa nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nó có đầy đủ thành thông rồi, những này nó phải tung lên từ ở những giữa lòng đá nó tung lên quý vị, cho nên cái chỗ này quý vị mình thấy giống như là một cái bàn tay của nhân tạo rất là đẹp. Thì chúng ta đến đây để viếng cái khu vực này, nơi điện Hàm Rồng ở đây có là thờ Đức Phật ra, nhưng mà bên ngoài cái cổng lúc nãy đó thì bên trái đó ở đây, còn bên phải chúng ta vừa đi vô đó là có trên đó là người Việt Nam chúng ta đi cái cầu thang lên đó đó, có chút xíu à, đi chân đó là khoảng 10 thước là chỗ đó cùng, nhưng mà là đó có người Việt Nam ngồi ở tu tại đó. Thì bây giờ đây đó là chồng chúng ta tới đây ai cũng cúng dường thắp chỉ ra, ai cũng cúng dường đâu cũng.
12:50 rồi đó có, gần 1 giờ đó. Ta vô hết trơn. Chùa này mới cất. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi rồi buông đi buông đi buông. Mấy quả luôn đi. Quả chứ. Ở đây phức tạp mà. Rồi anh đi 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 đi. Để uống miếng nước ra cô ạ. Chạy tới đây là cũng hơi quải đó. Nãy giờ đường xa lắm. Nãy giờ quay được khúc, khúc bỏ. Cho mình xây ở đây một vòng đó cô bác, mình tham quan toàn bộ khu vực của hang Hàm Rồng hay là hang Kim Cương gì đó không biết, để hỏi một chú hai kìa. À, chút xíu là chắc có thể là ổng sẽ giới thiệu với mình, để mình đi dài dài để một vòng. Dạ dạ cô. Dạ. Lát nào mình di chuyển đi. Ở phía sau đó cô bác mình tham quan. À, đây là cái lối vào, hồi nãy mình đi vào đây nè, hai bên là có hai cái dãy hàng, chút xíu nữa chạy ra thì mình sẽ tham quan hai bên cho cô bác xem. Ở phía cái bãi xe của mình đây. Giờ ở phía trong nè. Đây là Hàm Rồng. Ở trên nè cô bác. Chết rồi. Xin lỗi cô bác, nãy giờ chưa chuyển chế độ quay cô bác ơi, cua lên mà nó không lên. Hàm Rồng. Tối hù rồi. Tối rồi. Không được rồi, đại dương ơi, cái vụ này không xong rồi. Vũ khí, lâu vũ khí ra. Đây là Hàm Rồng. Vũ khí. Cái vũ khí không được. Không thấy đường rồi. Đây là Hàm Rồng như vậy. Sợ ánh sáng không? Bật đèn lên. Lên đèn. Phố lên đèn. Rồi giấc này mình di chuyển vào nha. Ở đây có một cái điện thờ nè cô. Ở trên. Ồ quá đẹp luôn cô bác ơi. Tuyệt vời luôn nè. Quá đẹp. Đẹp quá. Quá đẹp luôn cô bác ơi. Ôi giời, ăn sâu lên trên luôn nè. Không không, cái này cũng giống như cái hốc đá rồi nước nó đánh lên á. Nước nó sóng biển ở ngoài đánh lên á. Ờ.
tại đoàn đi mình không có quay kỹ được cô. Có hang có hốc mà mình nghĩ thì đó ở đây có thể là nước đó cô. À, nước tới đây và đánh ốc ếch đêm ngày giết rồi nó trở thành một cái động như vậy. À, giống như là mình đang đi trong bụng của một cái con cá khổng lồ vậy đó. Không cá voi. Rồi mình xây một vòng ở đây đó cô bác mình tham quan nè. Bên trái, phía sau. Lỗ hang nhóc chân. Rồi mình xây một vòng nữa đó cô bác mình tham quan. Rồi mình trở ra cô bác rồi. Rồi mình đứng ở đây xây một vòng đó cô bác tham quan toàn bộ các khu vực này. Ở phía sau mình vừa trở tới, bên tay trái, phía trước. À, cái đầu mình sẽ di chuyển qua hướng này để mình đi ra phía sau này để cô bác tham quan khu vực này các nha. Có thể nữa mình sẽ đi vòng qua đây nhưng mà không biết có đi hay không. Thành ra là mình quay trước một cái. Để không có đi thì cô bác có thể tham quan được toàn bộ khu vực ở xung quanh này. Đây đó là gồng này nó sắp sửa thành gồng đó là nó làm tới 4 cách là 1 là 2 cách này 3 cách này 4. Nghĩa là khi mà người xưa đi săn gồng đó là người ta chặn ngách này nó sẽ thoát được ngách khác. Vì thế cho nên á khi mà nó thành cù nó sắp sửa thành gồng nó làm 4 ngách sẵn rồi nó ở ngay cái trung tâm. Khi mà nó tung lên nó thành nó có được thành thông là nó tung lên á. Nó có đủ hàm rồng. Điện hàm rồng. Rồi vô. Nè đồng đạo ơi. Rồi gặp nhau vô. Rồi được rồi, uống ở dưới rồi. Còn ai chưa có? Ê còn ai hương cũng vô. Đây rồi cứ đồng bào lên rồi. Cả này tự yên tặng nha. Dạ cho chính mời quý đồng nào cả này tự yên tặng là bắt đầu chương trình cúng nguyện. Dạ kính mời toàn thể chư đồng đạo chúng ta hướng đến tôn lượng của Đức Tử Đa Ngọc Thanh Chính Xác Ba Tháp. Chắp tay dâng hương lên ráng kính nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần Chư Quan Thượng Phật. Hôm nay ngày 21 tháng 2 âm lịch, chúng con đoàn tín đồ Phật giáo Hòa Hảo từ Việt Nam kính viếng tạ ơn. Hiện tại nơi đây đang hiện diện tại điện Hàm Rồng,
trước tôn tượng của Đức Tử Đa Ngọc Thanh, chúng con kính cầu nguyện cho thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà được an cư lạc nghiệp, đất nước Việt Nam và các nước bạn được thái bình thịnh trị, dịch bệnh corona sẽ tan biến mất. Xin gia hộ cho chiến sự khắp nơi trên thế giới sớm được bình yên. Xin gia hộ cho cá nhân mỗi đồng đạo chúng con nơi đây, ai nấy đều bình an, mạnh lành, gia đình hạnh phúc ấm êm, làm ăn phát đạt trong chánh nghiệp và tu hành tinh tấn cho đến ngày diện kiến Đức Thầy trở gót. Nam mô A Di Đà Phật. Sáng bốn sáng ngày bốn lại. Mời quý vị trang nghiêm hướng đến phía trước, kính lễ, kính thôi. Kính lễ, kính thôi. Kính lễ, kính thôi. Và kính lễ, kính bốn sáng ngày bốn lại đã xong, mời quý đồng đạo đồng xá chúng ta cho luôn cắm luôn. Giờ phần còn lại nơi đây sao? Mời đồng đạo chúng ta lắng nghe qua cái lời giới thiệu. Cảm ơn còn bây giờ quý vị nhớ nhẹ ra ngoài thì giới thiệu lại ở cái đợt chưa này học sinh ăn nè. Thì ở đây gọi là điểm thẳng gầm. Ngày xưa những người mà săn bắt gầm đó là người ta thường đến những cái nơi mà gầm sắp sửa có được cái thần thông. Thì từ gắn tu thành cừu, cừu mới tu thành gầm. Nhưng mà sắp sửa thành gầm đó là con cừu này nó rất là đặc biệt, nó khôn ngoan hơn tất cả con cừu khác, là nó sẽ làm bốn cái ngách. Một là cái ngách chánh, hai là cái ngách phụ, và cái thứ ba cũng là con ngách phụ, cái thứ tư là cái ngách giải thoát. Có nghĩa là người xưa mà đi săn bắt gầm đó là tất nhiên ta chặn được hai ngách là nó sẽ thoát một ngách. Nó chỉ có ba ngách thôi mà con cừu này nó chuẩn bị cho nó tới bốn ngách. Thì khi mà nó có đầy đủ thành thông rồi, như này nó phải tung lên từ ở những giữa lòng đá, nó tung lên quý vị. Cho nên cái chỗ này quý vị mình thấy giống như là một cái bàn tay của nhân tạo, rất là đẹp. Thì chúng ta đến đây để viếng cái khu vực này, nơi điện ngầm gồng ở đây có thờ Đức Tử Đa. Nhưng mà bên ngoài cái cổng lúc nãy đó, mình bên trái đó ở đây, còn bên phải chúng ta vừa đi vô đó là có trên đó là Đức Tử Đa tu. Dẫn bây giờ ở đây người ta dẫn tôn trọng nhà thờ, còn người Việt Nam chúng ta đi cây cầu thang lên đó có chút xíu à, vô chân đó khoảng 10 thước là chỗ đó cùng. Nhưng mà hồi đó có người Việt Nam ngồi ở tu tại đó. Thì bây giờ đây đó là đoàn chúng ta tới đây khai những cúng dường cho các vị thánh sóc ở đây, hương đang ở đây đó. Thì đó là bức tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ ngài Duyên Tịnh. Nơi đó còn ở đây là tượng của Đức Tử Đa, hai nước cúng dường đến đâu cúng và bắt đầu mình đi vô sâu bên trong. Bắt đầu đi vô sâu. Nếu nào bắt đầu muốn mà giỏi bên trong đây là những cái hàng tiếp tục này có. Giờ có, có bức tượng của Đức Phật Thích Ca nhưng mà hướng về bên kia có, hôm nay mình quay qua thì quay sau lưng à. Ở hướng này nè có. Rồi chắc này mình di chuyển vào bên trong nha. Tượng của Đức Phật Thích Ca. Thạch nhũ. Đông quá của ốc, tại bữa nay là chủ nhật. Để mình xây đây một vòng cầu ốc mình tham quan nha. Phía sau bên trái
tham quan nhanh nha cô. Rồi mình xây đây một vòng nữa cô bác mình tham quan nè. Ở đây là có cái bùng binh rồi cô bác, 3-4 lối đi luôn chứ sao nè. Ôi ở trên là thạch nhũ nè. Trời ơi ông mà dương lên ông đụng. Ôi, lủng một lão rồi, lủng lão rồi, lủng lão rồi. Xíu mà lủng cái núi. Mới giờ tính nói quay lại ông cái mặt mình sao. Không, núi có sao. Bộ đội mà, bộ đội mà không sao. Dạ. Tự động nó cắt là mất tiêu vậy. Rồi dễ trái thì ra ngoài kia có hai cánh trái. Rồi chạy khoảng giữa đi, tôi bọc cuối cho. Đi trước đi không thấy được. Đến trùng. Thấy trơn à. Thấy mờ mờ. Chứ hai phim giống hệt nhau mà để sao coi. Rồi đó, bận nha, bận nha. Ở đây là có những cái hốc nữa nè cô á. Sâu hun hút ở trong. Đi quẹo trái, quẹo trái đi qua không phải. Rồi. Bà cho ta đi qua trước đi bạn. Hello, đây là hang Hàm Rồng nha quý vị. Có chuyến du lịch nào quý vị trải nghiệm đây cảnh rất đẹp. Ok. Dạ. Dạ. Đi hết cái hang này là khoảng bao nhiêu phút anh? Đi hết cái hang này cả ngày á. Cả ngày. Cái này là đi chủ yếu là những điểm thôi. Dạ. Để cho mình biết thôi. Đi để cho mình biết trải nghiệm thôi chứ mà đi muốn coi sao lắm. Rồi mình xây ở đây một vòng cô bác tham quan. Thì xung quanh đây bóng lưỡng rồi cô. Mình nghĩ cái này là cái hốc núi, núi nhưng mà bọng quá cô bác. Rồi bắt đầu sóng đánh. Sóng đánh theo thời gian á. Rồi bắt đầu tạo nên những cái hốc hốc ở trong. Ở đây đó là khăn nha quý vị. Rồi mình biết là ở đây là người ta bán khăn đủ loại đủ màu. Khăn tròn cổ 60.000. 60.000 một cái. Một cái khăn. Giờ này em hết tiền luôn rồi. Tiền Việt, tiền Việt, tiền Việt 60.000. Ờ, trả tiền Việt 60.000. Mình muốn mua khăn kỷ niệm thì bước vô đó. Cái này dớ má. Cái này tiền Việt. Khăn khăn 60.000 cái. Để mình coi mình có tiền lẻ không có đã. Để có tiền chẳng rồi sao ta thôi. Không có tiền thối. Chết rồi. Cái này đẹp này không? Cái. Chỉ có tiền lẻ không? Chị có hai tờ 50 không? 100.000 á, anh đổi 100.000 đi. Để anh ta không có tiền thối á. Nhắn lại cô là rồi, y chang em rồi. Ừ. Cô có hai tờ 50 không? Cô đổi giùm con mua cái khăn. 2 tờ 50, chỉ có 2 tờ 50 không?
không có. Nè lấy chừng chút chục ngàn đi. Ôi, thiếu nợ rồi biết luôn. Trả người ta nhiêu, 50 cái gì, mượn 50 của bà đi. Đồ có 90 ngàn nè. Nè, có 50 ngàn. Dạ, chú Sang cho mượn 50 cho em nó đi. Nè, 50 nè. Thôi ra mua đồ đổi lại cậu. Em. Thôi, hồi mất công, mất nợ chị. Ủa, tới cửa khẩu nữa mà. Vậy thôi đi, thôi cái số mình nó không mua được. Đâu em muốn mua gì? Thôi, em không nói đâu. Ai ngu mắng nợ. Muốn mua mà thôi. Ê, trả. Rồi trả. Lên đây, đây nè cả, biểu nè. Đây cả, đây cả. Đây cả, đây cả, đây cả, biểu. Em, nên mở 50 lẻ hả? Có với 1 ngàn. Ôi, xoài. Có nè. Ê, nè, nè, lụng bị. Chạy, 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 chạy. Thôi, mua cái rồi. Mua cái thôi. Tụi lệnh chung không có thói nữa. Tôi trả lời. Mua. Đó tụi này đưa này. Đưa về cho nó. Tấm nè. Có giấy 10 ngàn đưa lại. Tấm 1 ngàn nữa. Không, 10 ngàn con có này để trả cho. Để tội nghiệp không? Người ta. Anh chơi thế giúp copy bán. Đây cho bán như là. Được. Cha. 4 con ngựa kìa. À, anh còn 2 tờ 50 hả? Dạ, đây chú. 120. Rồi, 2 cái. Lấy cái gì? À, 2 cái khăn. Hồi nãy giờ tôi lại lựa cái khăn này mà không có tiền lẻ. Rồi. Rút đi. Dạ. Cái nào cũng được. Được cái khăn của bác ơi. Cái khăn vàng đó, cái khăn vàng đó em. Đó. Cái khăn vàng mới đúng chắc người Khmer. Ừ. Kỹ nè, đó. Đó. Đi hết chỗ này. Không ăn cho ngồi thôi. Được. Rồi. Để em. Cha. Xe ngựa. Rồi. Mấy bà ra coi. Trời ơi cho việc liền nhập. Rồi xong đó cô bác để mình xây ở đây một vòng nữa để cô bác mình tham quan toàn bộ khu vực này. À, xe ngựa là ở đằng đó. Đó, đó có xe ngựa đó cô bác. Ở đây là hình như là nhà dân à, cô bác ở. Ở đây là nón. Rồi xây đây một vòng nữa. Còn đây là tượng. Mua cái này là nó mua cái tuổi hả? 12 con giáp. Có tuổi mua 12 con vậy hả? Phải mua này nè. Mua con này nè. Mua chân nữa hả? Mua cho đúng 12 con. Cái này bằng đồng thiệt không ta? Đồng thiệt. Ủa nặng chi vậy? Nặng chi vậy nha. Nó bằng thao em ơi. Nặng chi vậy? Ui đẹp quá nè. Tượng Đức Phật. Cái này Phật Mau hả? Em Phật Mau hả? Gì nè. Ở rồi nó rắn nhiều. Phật Mau hả? Nó rắn nè. Đẹp quá ha. Này. Túi sách. Ví. Túi rồi nè. Trang sức. Ôi ơi, thanh gươm thanh đao gì nữa nè. Văn không. Cái búa thầu nữa đó. Chỉ dần thôi. Có biết đâu. Cái búa của thằng Tho.
Biết không? Đây. Rồi dắt này trả lại đó cô. Không có, bây giờ cô thấy thì con bỏ tiền cho. Có đồng đạo nào mà có tiền lẻ không? Đồng đạo nào có tiền lẻ không? Ai có tiền lẻ không? Có tiền lẻ cho đổi. Ở đây là bán những cái đồ lưu niệm á cô, những bức tượng, khăn, áo và một số đồ ăn ở bên kia rồi dân dân. Cái này nè, phải mua cái nón tai bèo. Ba chục ngàn có không để mới đúng là em gái không phải lại tiền gì nào sao nữa đó hả? Giống này nè mặc gà kìa, dáng gì mà mặc gà kìa, mặc gì đâu rồi đồng mà có đồng tiền mình có chậm đồng hả? Đồng sáng gì á? Có 30 ngàn lẻ đây đi, trả đi. Đây ra để người ta đợi quý vị, để hút giờ khẩu đóng cửa là ở rồi rút đi quý vị ơi, rút đi quý vị ơi. Rồi rút đi bà ơi, đi bà ơi. Rồi mình xoay đây một vòng nữa trước khi mình rút đi ha cô. Đây là mua được cái khăn rồi, xoay qua di chuyển đi sao rồi sao đi trở về lối cũ thì ở đây có rất là nhiều những cái ngách luôn cô á. Mình chỉ đi đại để một phần nào thôi. Thank you.
rất là nhiều ngách ở bên trong. Ở đây thì người ta trải những cái tấm đan cho mình đi nè. Rồi tới ngã tư mình xoay một vòng ở đây để cô bác mình tham quan. Ở phía bên trong là vô số lối đi luôn cô bác. Đó. Rất là nhiều lối luôn. Thôi mình trở ra ha. Xây đây một vòng nữa để cô bác mình tham quan phía sau. Xỏ xuống rồi lại để gì thôi. Cái này ở đây mà có thời gian tham quan đây khoảng 2 tiếng đồng hồ mới vừa cô bác, nhưng mà mình còn trở về cửa khẩu và trở về nhà nữa, đường còn rất là xa luôn, cả trăm cái số nữa. Bên ngoài này phía bên trong đây vậy thôi đi. À, mình chỉ thí dụ cũng giải chúng thôi nha. Con cúng dường ông luôn nè, cúng ông còn sống với ông còn chết rồi sao? Chở vô hang nữa ha chú hai. Mình chở ra xe. À, chở ra xe. Rồi ra xe nè, về cửa khẩu nè. Rồi vậy là mình quay trở lại một lần nữa. Cái bùng binh ở đây cô bác, cái bùng binh ở đây là cái trung tâm đó. Ở đây là toàn bộ các khu trung tâm nè, ở bốn phía đều là hang hốc không cô bác. Và cái mái dòm ở trên nè, một khoảng tròn luôn. Cô bác thấy ha. Và ở dưới nè, có một cái bùng binh ở dưới và mặt phẳng. Rồi mình xoay đây một vòng nữa nha. Cô bác có dịp tham quan. Nó nói trên này là có một cái hang trên này nữa nè, để mình di chuyển để cô bác tham quan cái nha. Có cái lối dẫn lên trên nữa cô bác ơi, có điện thờ đây nữa nè, nhưng mình đi quá thì không kịp. Có cái lối dẫn lên trên nữa. Xích vô đây một xíu nữa. Ôi ôi, hang động trong này nè cô bác ơi, đẹp hết sức luôn, nhưng mà hết thời gian rồi, thôi mình trở ra ha. Nói chung ở đây là có một lối đi, lối này lối đi lên ha, xuống. Rồi, rút ra. Rồi, mình xoay đem vòng nữa để cô bác mình tham quan toàn bộ khu vực này nha. Phía bên trong. Tượng Phật nằm. Rồi, trở ra. Sao
mạng bên trái phía trên, trên đỉnh nào có cao thăm thẳm ở trên kia. Rồi trở ra. Rồi trở ra hang, xây lại một lần nữa phía trong hang. Rồi cái này mình chỉ tham quan sơ khởi thôi có, chứ không có thời gian nhiều. Phía dưới nè, hai bên. Rồi tới xe của bác ơi, xây ở đây một vòng rồi mình thay cái thẻ nhớ của cái máy quay trên xe hết thẻ nhớ rồi. Rồi giác này tiếp tục luôn bác ơi, nãy giờ đi chắc cũng khoảng chục cây số rồi đó, nhưng mà không có cái thời gian để gắn cái máy quay lên. Giác này mình tiếp tục nha.